mình. Thành phần chính của các tinh nghệ là tinh bột nghệ, sữa non cô đặc và váng sữa nha mọi người. Còn về phần mỡ chanh thì là mỡ, còn phần về mỡ chanh thì mỡ chanh hen to là mỡ chanh tươi xe nhiệt của công ty mỡ chanh hen to bi thanh nhị nha mọi người. Với thành phần tự nhiên 100%, con bò này giúp giảm nhanh tình trạng thâm nám và làm thâm nám trên da, giúp da căng bóng, trắng sáng, tái tạo lại da nữa nha. Ngoài ra thì còn hỗ trợ trị mụn, chống lão hóa da, làm xe kết lỗ chân lông và bờ vết sẹo nha mọi người. Bờ vết sẹo này phù hợp cho mọi lứa tuổi, như nam nữ đều sử dụng được hết. Với mẹ bầu có thể giảm vết loạn ở bụng nè và chân tay, mẹ bỉm sữa, trẻ em và hai cả người lớn đều sử dụng được hết nha mọi người nha. Và sau đây thì Linh sẽ test thử sản phẩm cho mọi người xem nhé. Trước khi đây không có trang này, Linh đã sử dụng gần hết rồi. Trước khi sử dụng mỡ chanh trang tình nghệ thì mình sẽ bôi một lớp mỡ chanh này, bôi một lớp mỡ này. Lấy khăn lau khô đi.